Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 19 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, nên tại Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa rào mưa sẽ tăng hơn vào khoảng sáng sớm, chiều tối và đêm. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ. Riêng một số nơi vùng núi cao thuộc Lạng Sơn, Cao Bằng có thể đạt dưới ngưỡng 16 độ. Sau đó vào ban ngày, do trời âm u và tiếp tục có mưa, vì vậy nhiệt độ chỉ tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Riêng với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ ở đây có thể cao hơn từ 1 cho đến 3 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, tại một số tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cũng có thể xuất hiện mưa, mưa rào vào đêm và sáng, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ. Sau đó vào ban ngày, nhiệt độ cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, còn đối với các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ. Còn với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời tiết khá ổn định, phổ biến không mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và khoảng từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, khu vực Nam Biển Đông có mưa rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.